OK， 将每人的幅度第五课时间来说人的公民。第五课。第五课。时间。时间。圣词。圣词。今年。今年。去年。去年。明年。明年。这个月。这个月。上个月。上个月。下个月。下个月。今天。今天。明天。明天。昨天。昨天。以前。以前。以后。以后。号。号。农历。农历。新历。新历。周。周。星期。星期。礼拜。礼拜。周一。周一。周二。周二。周三，周三；周四，周四；周五，周五；周六，周六；星期一，星期一；星期二，星期二；星期三，星期三；星期四，星期四；星期五，星期五；星期六，星期六；星期天。星期天，礼拜一，礼拜一，礼拜二，礼拜二，礼拜三，礼拜三，礼拜四，礼拜四，礼拜四，礼拜四，礼拜五，礼拜五，礼拜六，礼拜六，礼拜，礼拜 ，I 拜。拜拜，礼拜六，礼拜六，礼六六，礼拜天，礼拜天，早上，早上，早，早上，上，早上，早上，上午，上午，中午，中午，下午，下午，晚上，晚上，夜里，夜里。凌晨，凌晨，点，点，分，分，一刻，一刻，半，半，三刻，三刻，差，差，今晚，今晚，周末，周末，空，空，空，空，接，接，见面，见面，楼，楼，层。坐电梯，坐电梯，纯澈，纯澈，纯澈，纯澈，放澈，放澈，昂昂昂昂放，放，放车，放车，小时，小时，小时，小时，分钟，分钟，分钟，分钟。十五啊，你什么时候毕业？你什么时候毕业？你什么时候毕业？你什么时候毕业？明年。明年。明年。明年。还有三个月。还有三个月。还有。还有。三个月。三个月。你什么时候认识的？你们什么时候认识的？你们什么时候认识的？你们，你们什么时候？什么时候认识的？认识的。你们什么时候认识的？你们什么时候认识的？2012年。2012年。二。二零零一一二二年年2012年2012年阿海啊2012年你学汉语你学汉语多长时间呢？多长时间呢？你学汉语。你学汉语。多长时间了？
多长时间呢？你学汉语多长时间呢？你学汉语多长时间呢？汉语多长？多长时间？时间了？你学汉语多长时间了？你学汉语多长时间了 ？OK， 一个多月了。一个多月了。一个多月了。多月了。一个多月了。一个多月了。一个多月了。一个多月了。两个星期了。两个星期了。两个星期了。星期了。两个星期了。两个星期了。一年了。一年了。一年了。一年了。一天了。一天了。一天了。一天了。一周了。一周了。一周了。一周了。刚开始。刚开始。刚开始。刚开始。刚开始。结束了。结束了。结束了。这周一。我去中国。这周一。我去中国。这周六。有空吗？这周六。有空吗？有空吗？这周六有空吗？有空吗？这周六有空吗？跟我去。看新电影。跟我去。看新电影。跟我去看新电影。这周六有空吗？有空吗？跟我去看新电影。新电影。下周末忙吗？来我家吃饭。来我家吃饭。来我家吃饭。来我家吃饭。昨晚。去哪里玩啊？昨晚。去哪里玩啊？昨晚去哪里玩啊？昨晚去哪里玩啊？我打你电话。打不通。我打你电话。打不通。你不接电话。你不接电话。我给你发短信。我给你发短信。收到了吗？收到了吗？我给你发短信。我给你发短信。
收到了吗？收到了吗？你们在哪里？你们在哪里？你们在哪里？你们在哪里？给我发个地址。给我发个地址。你们在哪里？你们在哪里？给我发个地址。给我发个地址。我到了。我到了。就给你打电话。就给你打电话。我到了。我到了。就给你打电话。就给你打电话。你老是熬夜。你老是熬夜。你老是熬夜。你老是熬夜。老师。老师。师。师。熬夜。熬夜。你老是熬夜。你老是熬夜。对身体不好。对身体不好。对。对。对。对。身体不好。身体不好。你老是熬夜。你老是熬夜。对身体不好。对身体不好。从今天开始。从今天开始。从。从今天。今天。开始。开始。早点。早点。睡觉了。睡觉了。从今天开始。从今天开始。早点睡觉了。早点睡觉了。从今天开始早点睡觉了。从今天开始早点睡觉了。睡觉。睡觉。早点睡。早点睡。早点睡觉。早点睡觉了。早点睡觉了。晚安。晚安。晚安。晚安。做个好梦。做个好梦。晚安。晚安。晚晚安安，做个好梦。做个好梦。晚安晚安，做个好好好好梦梦，好梦好梦。 OK， 今天先讲够了，最近一号给你一晚呀。今天我生病了，声音有点别扭，喉咙有点痛嘛，所以呢，声音怪怪的。对，生病了怎么笑啊？好，我解释一下这个 ，OK？ 我解释这个。看，我解释这个15 ，OK， 15。你什么时候毕业？你什么时候毕业？什么时候呢 ？Kina 毕业，都你明年上岸还有3个月，干班白糖，你们什么时候认识的？干班，关鸟 Kina， 2012年。我们还空白没害。你学汉语多长时间了？学汉语多长时间了？多长时间了包包喽，给个满边满边搞点聊聊多久 ？OK， 什么时候？多长时间？什么时候？听到？多长时间？包喽，我有呀，一个多月，一个多月了，一个月了，没谈，懂不啊？每一个多月才怎么样？和没谈。2个星期，还短，一年了，một năm rồi，一天了，một ngày một buổi，一周了，một tuần rồi，刚开始，vừa mới bắt đầu，结束了，kết thúc rồi，这周一我去中国，周一，这周一thứ hai tuần này我去中国，我去中国，这周六。Thứ mấy đó? Thứ 7. Yếu không mà. Bà có rảnh không? Không là thanh bổ nha. Free time ấy. Không thanh bổ. Cơ ngồi chú khan điện ảnh. Khan điện ảnh là gì? Đi xem phim. A cân B cộng với động từ. Nì cân của chị.
你跟我去，bạn đi cùng với tôi, đi xem điện ảnh, đi xem phim. Và cuối tuần nữa mình đi xem phim nhá. Tổ chức học đi xem phim. Cơ ngồi truy khăn điện ảnh mà phải là xin điện ảnh. Phim mới, phim cũ không có xem. Xin điện ảnh nha. Nếu mà bảo phim này ấy, mình bảo là cái phim này mà chưa có xem ấy, thì mình nói mấy hai mấy. Hai mấy khăn. Nếu mà bảo là hai mấy khăn, ok. Sở trông mùa mắng mà. Sở trông là tuần gì? Tuần sau. Trông mùa ở đây là cuối tuần, vậy chỉ gặp cuối tuần sau, ok? Mắng mà. Bạn không? Lá của cha chú phân, lá của cha chú phân. Đến nhà tôi ăn cơm. Chó hoảng là tối ngày hôm. Hôm qua, chú ná lỉ hoán à? Đi đâu chơi thế? Ủa tá nỉ tiên hoa gì cả là? Tôi gọi điện cho bạn. Tá bút thông. Không có gọi được, mình bút chia điện hoa. Bút chia là không, không bắt máy, không nhận máy, đúng rồi. Ok, gửi tin nhắn. Ok, gửi tin nhắn. Sổ tao là mà. Bạn nhận được chưa? Nhìn mình dài ná lỉ. À, các bạn ở đâu? Kế của pha cửa tí chữ. Gửi cho tôi một cái địa chỉ. Của tao là tôi đến thì, đúng không ạ? Chú kế thì mình tải tiếng hoa thì sẽ gọi điện cho các bạn. Tốt nhất là nên bảo nó gửi địa chỉ, bởi vì là nếu mà nó nói qua điện thoại thì nhiều khi mình không thể nhớ được hoặc có thể không biết. Xong rồi đưa cái địa chỉ đấy cho taxi. Ok. Ní lão sư áo dê. Lão sư là gì ạ? Suốt ngày. Áo dê. Áo dê. A tử à. Ní lão sư áo dê. Áo dê là thức đêm ạ. Thức trắng cũng được. Ní lão sư áo dê vậy suốt ngày thức đêm. Tuy sân thì bù hảo. Tuy sân thì bù hảo. Sân thì là gì? Sức khỏe. Bù hảo. Đối với thân thể không tốt hay dịch là đối với sức khỏe không tốt. Chúng jin thiên khai sử, chúng là gì? Từ jin thiên, hôm nay, khai sử, bắt đầu, chào, sớm, điện, một chút, suy giao là ngủ. Vậy, chào điện suy giao thì dịch là đi ngủ, sớm một chút. Ok, vậy dịch là chúng jin thiên khai sử, chào điện suy giao là từ hôm nay ngủ sớm đi. Ok. Không phải ai trả lời, có một bạn ok thôi. Chúng jin thiên khai sử, chào điện suy giao là bố giao sang điện su là đừng có lên Facebook nữa. Bố giao sang hoảng là đừng có lên mạng nữa. Ok, chi nguồn. 9点睡觉. 9点睡觉, ok. Lớp mình là 8:30 tan đúng không? Về hẳn 9点睡觉, 9 giờ về ngủ. 9点睡觉. Đến là 10点mà tôi thấy còn bạn nào lên mạng thì đừng trách. Oán an. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ hảo mộng. Hảo mộng là mộng đẹp. Chúc ngủ hảo mộng. Mơ đẹp. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp. Ok. Hảo lắm mà. OK， 那我们翻译这个前天的练习，前天的练习我们有什么？来，等着你们说。一， mỗi ngày tôi đều phải đi làm， mỗi ngày tôi đều phải đi làm， mỗi ngày là gì ạ？ Mỗi天 tôi đều phải đi làm。OK， 对了，每天我都要上班。hoặc là mỗi ngày tôi đều phải đi làm bạn đều đúng nha. Mỗi ngày tôi đều phải đi làm bạn cùng tôi niệm mỗi ngày每天我都要上班，上班，每天我都要
每天我都要去上班，去上班，去去上班，班班班第一声，每天我都要去上班，上班。Một ngày làm 8 tiếng, một ngày làm 8 tiếng, một ngày ạ, một ngày, y thiên, làm ở đây chính là từ gì ấy, công chua hoặc là xong, y thiên, mà thực ra mình có thể dùng là y thiên 8 tiếng, y thiên bao giờ, sáu sứ, làm việc 8 tiếng sẽ là gì, công chua, ba cái sáu sứ. Ít thì em cũng xua 3 cái sáu sứ. Bởi vì là xong ban là đi làm. Còn làm việc là cũng xua. Ok. Một ngày Ít thì em cũng xua 8 tiếng hả? 3 cái sáu sứ. Ok, câu của nhanh chứ cơ. Ít thì em cũng xua 3 cái sáu sứ. 3 cái sáu sứ. Ít thì em 工作8个小时。OK, câu số 3. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ trưa. Thì các bạn đừng quên ở đây là có động từ là làm. Chính xác là buổi sáng làm từ 7 giờ đến 11 giờ trưa. Mình sẽ xác định xem đâu là thời gian, đâu là động từ để dịch. Thì là sẽ được thời gian trước đúng không ạ? Nào, buổi sáng. Bây giờ mình xem là cái buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ đấy. Thì cái nào lớn ạ? 7 giờ 1 đến 11 giờ hay là buổi sáng ạ? Buổi sáng. Rồi, thế thì mình sẽ phải nói là chúng trước, đúng rồi. Đợi một chút. Trong này ấy, có chủ ngữ không ạ? Thôi chú của vào cho em đi. Của chúng từ sáng là gì? Chào sáng. 7 giờ chi điểm đến 11 giờ. Tao 11 giờ là 11 giờ gì đấy? Ok, vậy buổi trưa là trung ngủ 11 giờ. 11 điểm. Động từ của chúng ta là sáng, sáng ban, rồi là sáng ban. Ấy ạ. Ok, na, đọc lại hộ em câu này. Wǒ chǒng zǎo shàng 7 điểm 7 điểm dào dào zhōng wǔ 11 điểm 11 điểm shàng bàn shàng bàn wǒ chǒng zǎo shàng 7 điểm 7 điểm dào 中午十一点上班。我从早上七点到中午十一点上班。我从早上七点到中午十一点上班。上班。OK 啦，那 câu số 4, buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ, một câu rất là giống câu trên, mình thay thế thời gian vào. 下午. Thế, chúng. 2点. Ấy, đừng ý xa. 2点到六点吗？那么辛苦。六点上班。下午从两点到六点上班。我就提南德海格林扫热。下午从两点到六点上班。下午从两点到六点上班。下午从两点到六点上班。OK, 那
五。Buổi trưa nghỉ 3 tiếng. Buổi trưa nghỉ 3 tiếng, chúng ta có buổi trưa nghỉ 3 tiếng là gì? Trung ngủ. Trung ngủ, siêu xỉ. 8 tiếng ạ, 3 giờ xảo xứ, đôi là Trung ngủ, siêu xỉ. Trung ngủ, siêu xỉ. 三个小时，三个小时。中午休息，中午休息。三个小时，三个小时。中午休息，中午休息。三个小时，三个小时，三个小时，三个小时。câu sáu ạ, một tuần tôi có hai ngày đi học tiếng Trung, thứ hai và thứ sáu từ 7:30 đến 9 giờ tối. một tuần ạ, 一个星期吧, 一个星期, có hai ngày đi học tiếng Trung, 有两天 đi học tiếng Trung.去上汉语课不是去学啊，是上课嘛 ？Go to school, OK？ 上课。那我们学汉语，所以呢，上汉语课 ，OK？ 一个星期，一个星期，一个星期，一个星期，有两天，有两天，去上汉语课。去上汉语课。Thứ hai và thứ sáu ạ, 星期一。星期一和星期五。Buổi tối từ 7:30 đến 9 giờ, 晚上。晚上。从7:30到9giờ, 9点。Chúng ta làm lại, một tuần có hai ngày đi học tiếng Trung.一个星期有两天你好跟踪去上汉语课再说一个星期有两天去上汉语课去上汉语课课一个星期有两天去上汉语课汉语课Buổi tối từ 7:30 đến 9 giờ. Buổi tối ạ. Buổi sáng. Chúng, đúng rồi. 7:30. Đến 9 giờ. Có thiếu cái gì không? Đúng. Vậy là mình sẽ có là bây giờ cái buổi tối với cái thứ cái thằng nào lớn? Thứ. Thứ đây là 一个星期有两天去上汉语课 thứ hai và thứ sáu 星期一和星期五晚上从七点半到九点còn một động từ nữa nhé thứ hai và thứ sáu từ 7:30 đến 9 giờ mới là thời gian động từ của nó đâu ạ sáng cửa đó cái này rất nhiều người sẽ làm sai 一周我有两天去上汉语课là một câu sau đó mình có là 星期一和星期五晚上从七点半到九点半và có sáng cửa bởi vì đây là động từ câu sau好了吗？好了。OK， 再说这个啊，一个星期，有两天，去上汉语课，星期一，和星期五，
和星期五。晚上。晚上。从七点半。从七点半。到九点上课。到九点上课。到九点上课。到九点上课。一个星期有两天。一个星期有两天。去上汉语课。去上汉语课。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。从七点半到九点上课。从七点半到九点上课。哎呀。可以这么说呢，一个星期有两天去上汉语课，星期一和星期五晚上从六点半到九点上课。自己练吧，自己练吧，对不对？一个星期有两天去上汉语课，星期一和星期五晚上从七点半到九点上课。你可别拿全文和中国代表的。一个星期有两天去上汉语课，星期一和星期五晚上从七点半到九点上课。你可别拿你的态度 OK， 我刚才反正应一个星期有两天去上汉语课，星期一和星期五晚上从七点半到九点上课。muốn nói nhanh thì phải nói nhỏ, thế nên là không cần đọc, mình chỉ cần tự đọc thôi là được, không cần đọc to lên. Một tuần có hai ngày đi học tiếng Trung, 一个星期有两天去上汉语课, OK. Thứ hai và thứ sáu, 星期一和星期五, buổi tối từ 7:30 đến 9:00, 从七点半到九点上课. 那再说一遍呢。一个星期有两天去上汉语课，人呢？一个星期有两天去上汉语课，干嘛？一个星期有两天去上汉语课，一个星期有两天去上汉语课，一个星期有两天去上汉语课，一个星期有两天去上汉语课。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。星期一和星期五晚上。从七点半到九点上课。从七点半到九点上课。从七点半到九点上课。从七点半到九点上课。啊，从七点半。算，可以了。OK， 够北。Có đôi lúc cuối tuần tôi nghỉ thứ bảy và buổi sáng chủ nhật. Được nghỉ mỗi một sáng chủ nhật thôi á. Rồi có đôi lúc cuối tuần tôi nghỉ á. Cái câu này đầu tiên là có đôi lúc là gì? Yǒu shí hòu zhòu mò wǒ xiú xǐ. Ok, tôi nghỉ đã, để cái đoạn tôi nghỉ đã. Yǒu shí hòu. Yǒu shí hòu. Yǒu shí hòu.有时候，有时候，周末，周末，我休息，我休息，有时候，有时候，周末，周末，我休息，我休息。高多弄了，有时候周末了，回顿我休息，对你，跟你有了几个。Ngày thứ bảy và sáng chủ nhật thôi thì mình sẽ nói là Sinh chi liệu và ở... Bây giờ chủ nhật với lại buổi sáng thằng nào lớn? Chủ nhật lớn đúng rồi. Sinh chi thiên sáng ủ. Đúng rồi. Chúng ta làm lại nhé. Yǒu shí hòu Zhǒu mò Wǒ xiú xǐ星期六和星期天上午，和星期天上午。哦，
Ok, thực ra cái câu này cũng không cần phải có từ hiểu sớm không. Mình tuyên bố với mọi người luôn là mình nghỉ vào khoảng thời gian đó, chứ không phải đôi khi mới nghỉ, có là tuần nào cũng sẽ được nghỉ cái khoảng thời gian này. Thì mình sẽ nói là ở châu mùa của siêu xì xin chí liệu hứa xin chí thiên giỏ sọng. Còn không cần phải hiểu sớm không. Hiểu sớm ở đây là mang cái tính chất là thỉnh thoảng mới được nghỉ thôi. Nó tương đây này, nó tương đương với câu phía sau này, tại vì cuối tuần bạn ấy vẫn phải đi làm ấy. Được chưa ạ? Đó, rồi câu số 7 chúng ta đọc lại. Yǒu shíhòu. Zhōu muò. Wǒ xiúxǐ. Xīngqī liù. Hě xīngqī tiān shàng wú. Ok. Có đôi lúc chúng ta làm lại. Cuối tuần. Tôi nghỉ thứ bảy. Và buổi sáng chủ nhật. Hứa sinh chi thiên sang hủ. Yǒu shíhòu. Zhōu muò. Wǒ xiúxǐ. Xīngqī liù. Hě xīngqī tiān shàng wú. Ok, 8 nha. Có đôi lúc công việc rất bận, tôi phải tăng ca đến 9 giờ tối. Có đôi lúc công việc rất bận. Tôi phải tăng ca. Đến tàu. Đúng rồi, 9 giờ tối thì phải buổi tối trước ha. Sáng chiều điện. Yǒu shíhòu. Gōngzuò hěn máng. Wǒ yào jià bān. Dào wǎnshàng jiǔ diǎn. Yǒu shíhòu. Gōngzuò hěn máng. Wǒ yào jià bān. Wǒ yào加班。这个两个第一声 ，OK， 加班当咖喱。到晚上九点。có đôi lúc là有时候呢，工作呢工作很忙，根本我要都phải加班当咖。到九点，到晚上九点，晚上phải đứng trước buổi tối phải đứng lâu。Câu số 9. Tôi thường ăn trưa ở công ty. Tôi thường là gì? Tôi thường thường. Ăn cơm ở công ty thì chúng ta có chủ ngữ cộng địa điểm cộng động từ. Ví dụ, 你在哪工作? Bạn làm việc ở đâu ấy? 我在海房工作. Tôi làm việc ở Hải Phòng. Vậy là tôi ăn cơm ở công ty sẽ phải tôi ở công ty ăn cơm. 我常常在公司 ăn cơm. 吃午饭 đúng rồi, vậy đây là bữa trưa. 吃午饭. 我常常在公司 吃午饭. 我常常在公司 在公司吃午饭。我常常在公司吃午饭。我常常在公司吃午饭。我常常在公司吃午饭。午饭。Tôi thường ăn trưa ở công ty nha. Câu số 10. Một tháng có một lần tôi phải trực. Lúc đó ban đêm cũng phải đi làm đúng không ạ? Đến sáng 7 giờ sáng ngày hôm sau. Một tháng đã là Yǐ ge yuè. Có một lần. Yǒu yí gì? Nó chính xác là yī tiàn đấy.
có một ngày thì đúng hơn. Dầu y thiên hoặc là dầu ý, ý chữ, chữ là gì? Lần. Để bỏ bên cạnh nhé, chữ. Dầu ý cơ yuê, ý cơ yuê. Một tháng nào? Có một ngày. Có một ngày. Ê ê ê ê, chú ý điểm. Có một ngày. Tôi phải trực ban. Tôi要值班. Ngày hôm đó. Nà thiên. Ban đêm cũng phải đi làm. Ban đêm là gì ạ? Yê lý cũng phải. Để giao đi làm, chuyển, chuyển sang ban. Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, đến tạo 7 giờ sáng ngày hôm sau. 7 giờ sáng ngày hôm sau thì cái thằng 7 giờ với thằng ngày hôm sau thằng nào lớn? Ngày hôm sau lớn đúng không ạ? Tạo. Ngày hôm sau trước là ngày thứ hai đấy ạ. Tí ở thiên. Buổi sáng. Chào sáng. 7 giờ. Ok nào. Chúng ta làm lại nhé. Ý cơ yuê. Ý cơ yuê. Yô y thiên. Yô y thiên. Wo yào zhi ban. Wo yào zhi ban. Na thiên. Na thiên. Ye li ye yao shang. Ye li ye yao zhi shang ban. Na thiên. Na thiên. Ye li ye yao. Ye li ye yao. Zhi shang ban. Zhi shang ban. Dao di er tian. 早上七点，早上七点，一个月呢，对不对？某天，有一天，搞某天，一次呢，某某人，我要值班，我要值班，我要值班。那天，ngày hôm đó，夜里，ban đêm，也cũng要，phải去上班，phải đi làm。 到 đến thì ở thiên ngày hôm sau giáo sang buổi sáng chi điện 7 giờ 一个月有一天我要去值班 那天夜里也要去上班 到第二天早上七点 怎么说呢? 再念这个 一个月有一天 一个月有一天，我要值班。那天夜里也要去上班。那天夜里也要去上班。上班。那天夜里也要去上班。那天夜里也要去上班，也要也要也要也要也要去上班，也要去上班，也要去上班，也要去上班，不是也呀、啊，光阴啊，是也也对。那天夜里也要去上班，那天夜里也要去上班，到第二天早上七点，到第二天早上七点。到第二天，到第二天早上七点，早上七点，一天有一个月有一天我要去值班，那天夜里也要去上班，到第二天早上七点，一个月有一天我要去值班，那天夜里我也要去上班，到第二天早上七点，一个月有一天我要去值班。那天夜里我要去上班，到第二天早上七点。一个月有一天我要去值班，那天夜里也要去上班，到第二天早上七点。暖暖暖头，然后被明挨到。OK， 奶奶哈。一个月有一天我要去值班，那天夜里也要去上班，到第二天早上七点。
一个月有一天，一个月有一天，一个月有一天我要去值班，我要去值班，一个月有一天我要去值班，一个月有一天我要去值班，一个月有一天我要去值班，一个月有一天我要去值班。一个月有一天我要去值班，一个月有一天我要去值班，那天夜里也要去上班，那天夜里也要去上班，到第二天早上七点，到第二天早上七点，也可以懂的。OK， 那十二，没害。Những lúc rảnh rỗi tôi thường ở nhà nghỉ, dọn dẹp nhà cửa, đi cà phê với bạn bè. Những lúc rảnh rỗi, yếu khổng sứ. Đấy xem mà, yếu khổng sứ. Yếu khổng sứ. Tôi thường của chóng. Tại gia lý. Gia lý. Chóng tại gia lý, cái mà nó suy, suy chào.在家这里睡觉，到家面阁打扫房间，打扫打扫房间。đi cà phê với bạn bè A cân B cộng động từ cân cộng cầu truy hứa cà phê.有空时，有空时，我常，我常在家里，在家里睡觉，睡觉，打扫房间，打扫房间，跟朋友，跟朋友去喝咖啡，去喝咖啡。有空时，有空时，我常在。我常在家里，家里打扫房间，打扫房间，跟朋友去，跟朋友去喝咖啡，喝咖啡。Ngày lễ Tết câu 13, ngày lễ Tết tôi thường nấu ăn cùng gia đình, đi du lịch hoặc đi lễ chùa. Ngày lễ Tết là gì? 节日. 我常我常跟我家庭，我家庭，我家哎，常跟我家庭。nấu ăn cùng nhau là gì？一起煮煮菜，一起煮菜。节日我常跟我家庭一起煮菜，一入雷去旅游，可以用做饭呢，có thể dùng là làm cơm được, hoặc là đi lễ chùa, hoặc là cái gì vậy? Đâu có đâu, hoặc là mà, 还是呢hay là dùng để hỏi, 或者đi lễ chùa là gì đó, 去寺庙拜佛。节日，节日，我常，我常跟我家庭，跟我家庭一起做饭，一起做饭，一起煮菜，一起煮菜。给你刚开始好，一起煮菜，一起煮菜。đi du lịch去旅游，去旅游。hoặc là或者 đi lễ chùa去寺庙拜佛。寺庙ở đây là miếu mạo hay là chùa chiền, bài phúa là bài bài phật. 节日, 节日, 我常, 我常跟我家庭, 跟我家庭一起煮菜, 一起煮菜, 去旅游, 去旅游, 去寺庙拜佛, 去寺庙拜佛, 寺庙寺庙拜佛，拜佛。OK， 行呀。高手没有，bốn。
Có đôi khi ngày lễ cũng phải đi làm. Nhỏ thế. Rồi. Nhỏ là gì đó gì? Đen đủi ấy. Tổng mình. Hay. Hay là cái gì? Hay là đen. Tôi rất là màu đen. Tảo mế. Trên tảo mế. Trên là thật là ấy. Trên tảo mế. Trên tảo mế. Trên tảo mế. Thật là đen đủ. Yêu tiêu chén à. Lại mất tiền rồi. Yêu tiêu chén à. Yêu tiêu chén. Tiêu thanh an. Yêu tiêu chén à. Yêu tiêu chén à. Lại mất tiền rồi. Chân đảo mấy yêu tiêu chén à. Thật là đen đủ. Lại mất tiền rồi. Chúa thiên của chiến đao châu thông chỉ hả. Cảnh sát giao thông. Ôi, 昨天测坏了, hôm qua xe á, xe hỏng. 昨天被女朋友耍, bạn gái xóa. Hôm qua bị bạn gái đá. 昨天被女朋友耍. Từ xóa có là bị chơi. Tối天被女朋友耍. Ấy, của ý cơ rấn xua mà. Chân đảo mế. Chân đảo mế. Yêu tiêu chén nè. Yêu tiêu chén nè. Yêu là từ này nè. Vừa bị đánh sai đó. Yêu lại đó. Chân đảo mế. Chân đảo mấy. Yêu tiêu chén nè. Yêu tiêu chén nè. Bây nữ phóng yêu. Bây nữ phóng yêu. Xóa lạ. Xóa lạ. Bây nữ phóng yêu xóa lạ. Bây nữ phóng yêu xóa lạ. Vì bạn gái đá rồi. Vì bạn gái chơi. Vậy là nếu như mà mình hỏi mày chơi tao à, thì nhìn xóa của mà. Mày chơi tao à. Mày đùa tao à. Mày chơi tao à. Nhìn xóa của mà. Đi xóa của mà. Mày chơi tao đấy à? Đi xóa của mà. Xem mấy phim hành động là kiểu gì anh nghe thấy câu này. Đi xóa của mà. Hả lâu mà? Ok, có đôi lúc thì chúng ta biết rồi đúng không? Có đôi lúc. Yểu sứ hồ. Ngày lễ, chia, chia rư. Tôi cũng phải đi làm. Ủa dễ dàng. Chuy sang phán. Nhưng ngoài tiền thưởng còn có à, nhưng ngoài tiền lương ra thì còn có tiền thưởng. Nhưng là gì? Tàn sư. Sư nha Quang Anh. Tàn sư. Yếu sứ hâu chí rư ủa dễ dàng chuy sang phán. Tàn sư. Chú lơ. Ngoài ra đúng không? Chú lơ yếu. Công tư. Hãy yếu. 我工资还有奖金对吧有时候节日我也要去上班但是除了工资我还有奖金除了工资 除了工资我还有奖金的电脑呀从那搞工资拿电脑奖金拿电脑从那搞搞薪水拿论呢薪水的工资拿荣耀有个那个论从那找不来够来有时候节日，节日，我也要去上班。
我也要去上班。但是除了工资，我还有奖金。trong này có hai từ hái mình để ý nhé, thừa và từ hái. Ở đây mình có biết lão phố là gì không? Trung Quốc人有一个，他们叫这样的老婆是花。等一下，老婆是嫁，情人了呢？情了顶，人呢？我顶，老婆是家。老婆是家，不了呢。情人是花，情人是花，我顶了花。薪水给家，啊不是薪水，薪水给花，薪水给花了，薪水给花。薪水给花，奖金给家，胜兵回家。对，胜兵回家，胜兵回家，病好找花，病好找了的，找了的，另外找花。老婆是家，老婆是家，老婆是家，宝来娘，情人是花，情人是花，情人是花，情人是花，我定了兰花，薪水给花，薪水给花，点灯的这花嘛着，奖金给家。奖金给家，电厂提đưa cho cho nhà đúng không? 胜兵回家，胜兵回家，胜兵回家，胜兵回家，生病，生病，病的是生，生病回家，生病回家，病好找花，病好找花，红体về nhà, 病好 hết bệnh.找花，hết bệnh thì lại đi tìm hoa, ok, vậy là lương thì là hoa tiêu hết rồi, về nhà chỉ còn chẳng chín thôi, ok, 生病就回家，病好要找花，那最好就不要病好，那不要病好了，không cần bệnh phải khỏe nữa, không nên để khỏe quá.要生病，老婆是家，情人是花，薪水给花，奖金给家，生病回家，病好找花。Mình nhớ được cái a mình đọc một hồi là mình nhớ được hai cái xin sỉ với cái công tử.Tới em lại tiếng Việt nhé mọi người, nói bằng tiếng Trung thử xem. Vợ là nhà, lão bố sư gia, người tình là hoa, chính đến, chính đến sư hoa, chính đến sư hoa, tiền lương đưa cho bồ, tiền lương đưa cho hoa mất, xin giấy kể hoa, tiền thưởng thì đưa cho nhà,奖金给家ốm thì về nhà, sinh linh quỷ chế cha, hết ốm thì đi tìm hoa, vinh hảo chảo hoa, ai sẽ nhớ được hai câu tiền lương và tiền thưởng. Mình có cái Tết là gì nhỉ? Xuân kỳ, mình có thể hỏi là Xuân kỳ, giảm chi là bao nhiêu? Lao công.老公，你的春节奖金是多少啊？中间奖金呢？妈哟，交给我，交给我，交来cho em。
今年公司很困难，所以我没有奖金。今年公司很困难，所以我没有奖金。năm nay công ty khó khăn, 所以我没有奖金。vậy nên anh không có tiền thưởng. Em mã xong, 放假了。放假，放假là nghỉ, đây là nghỉ theo kiểu kỳ dài. Còn nếu mà mình nói là tự nghỉ ấy, xin nghỉ sẽ là chỉnh gia. Các bạn học được cái từ siêu xin là nghỉ theo kiểu dạng như là dừng lại. Siêu xin là nghỉ, còn chỉnh gia là mình, người ta vẫn đi làm. Có nghĩa là mọi người không có nghỉ, mà một mình nghỉ thôi thì mình gọi là chỉnh gia. Ví dụ như là, lão bản, 今天我家里有事情。老板ông chủ đúng không ạ? 今天我家里我家里有事，家里有事，我想请假一天。老板，今天ông chủ, 今天 hôm nay 我家里 ở nhà tôi 有事 có việc, 我想tôi muốn 请假xin nghỉ 一天 một ngày. Tôi nghĩ câu này cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ dùng. Nó 休息吗? 或者 放假?放假，cái từ放假mà mình nói đấy,放假là được nghỉ. Ví dụ như là kỳ nghỉ lớn mà, ví dụ như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 ấy, hoặc là ngày Tết ấy, chúng ta gọi là放假. À, 春节放假几天? À, Tết thì nghỉ bao nhiêu ngày? 休息几天? 放假几天? 好了吗?什么意思啊？等一下，跟我念这个，老板。今天我家里有事。是。我想请假一天。我想请假一天。请假一天。哎呦，这个请假呢？我想请假一天。那你得再给他吗？高点的。对，春节放假几天？春节请假加了太多呢。Tết là gì? 春节你没来？放假几天？春节放假有的公司放假十天。有的公司放假七天，有的了姐姐，搞，有的公司放假七天，搞工地礼拜哎，有的公司放假十天，搞工地的礼拜哎，我放假两个月，我放假两个月，都你们还长，在中国春节可能是一个月。不谈国庆节不含十天我应该那好好啊就在那躺嘛放假两个月没钱花痛苦点丢在家里睡觉长胖啊在家里睡觉熬夜午长胖啊tăng cân á, trọng phong, mập. Ok, bài số 5 hết. Chúng ta nghỉ một lát nha.